Ba chờ con. Đau quá. Bà có nghe con không ba? Đúng là có ai đó đã muốn hủy chứng cứ ở địa điểm xảy ra tai nạn. Nếu thực sự là tên Shin-hon, tôi nghĩ hắn không cần thiết phải làm như vậy. Ngoại trừ có ai đó đang ở đây thông đồng với tên Shin-hon. Trước ba đau đầu dữ dội lắm, nhưng khi để thiên thạch đen lại gần thì ba lập tức hết đau ngay. Chắc chắn là do năng lực của thiên thạch đen này. Ba của Bim đã bị thiên thạch đen khống chế. Bim, anh làm cái gì vậy hả? Anh chỉ muốn chắc chắn là có phải viên thiên thạch đen này là thứ giúp ba em không tái phát bệnh hay không thôi. Liệu Bim và Rick có tìm ra nguồn cơn của sự việc khiến ông Song Quốc rơi vào tình trạng lệ thuộc vào thiên thạch đen hay không? Không phải anh Song Quốc được thiên thạch đen chữa khỏi rồi sao? Ông ấy lúc nào cũng phải ở gần thiên thạch đen thì mới được. Tôi có nghe nói là trên thi thể họ nói là bị hổ tấn công. Mời quý khán giả đón xem tập 31 bộ phim Vùng Đất Huyền Bí, phát sóng lúc 11:50 ngày 8 tháng 6 trên kênh QRT.